nhà Mai đi ra một ngày 4-5 nghìn người khách một chi nhánh, nhưng mà chưa bao giờ lộn xộn. Các bạn nhìn Mai đi làm từ thiện, Mai phát vài 3 nghìn người chưa bao giờ lộn xộn, bởi vì tâm ở đâu, tí ở đâu, tầm ở đâu, và để ý tỉ mỉ từng cái nhỏ, mình phải tính toán lương được trước là những cái gì xảy ra. Mà nó ví dụ nha, bắt đầu ngày mai chuẩn bị có một cái chương trình khuyến mại thì mình phải ngừa trước được là khuyến mại khách sẽ đông, thì mình phải chuẩn bị những cái cột, những cái dây để mà xếp theo hàng. Không đông thì không sao, nhưng mà lỡ may mà đông thì không có bị bệt rằng đó. Và mình phải cho tập duyệt trước, và mình phải có một cái sơ đồ tổ chức trước. Ví dụ ở Hà Nội thì răng dây theo kiểu khác, bởi vì là ở ngoài Hà Nội nó là hình chữ nhật, cái bộ phận tư vấn nó ngồi hình chữ U, nhưng mà ở Sài Gòn thì nó lại ngồi chữ L và nó lại hình vuông. Thì có nghĩa là mình phải có sơ đồ tổ chức. Ví dụ bây giờ ngày mai các bạn là khách như Hà Nội vừa rồi quá đông đi, gần 5.000 người tới với thương hiệu Miley Cyrus tại chi nhánh Hà Nội, thì khi mà nó đông như vậy không có dây để mà răng sẽ dàn ra ngoài hiên, chắc chắn là công an thành phố, công an khu vực là họ sẽ tới, bởi vì không có đảm bảo được cái sự an toàn, và họ tới thì họ sẽ đuổi khách và làm cho cái thương hiệu của mình là mang lại tiếng, rồi lúc đó lại ra lập biên bản là vì vi phạm an toàn trật tự đô thị. Thế thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải tính trước khi khách đông là làm sao, bắt đầu sắp hàng. Thay vì mình răng dây từ ngoài đường thì vừa bị là công an đến để mà dẹp loạn, nó lại vừa là giam khách hàng ở ngoài nắng, thì lúc này là mình răng dây và mình cho sắp hàng từ dưới từng hầm đi lên trên cái cầu thang bộ, rồi bắt đầu đi vòng xuống, và một khu vực nữa là từ trước ra sau. Nhà Mai đi ra một ngày 4-5 nghìn người khách một chi nhánh, nhưng mà chưa bao giờ lộn xộn. Cho nên các bạn nhìn Mai đi làm từ thiện, Mai phát vài 3 nghìn người chưa bao giờ lộn xộn, bởi vì tâm ở đâu, tí ở đâu, tầm ở đâu, và để ý tỉ mỉ từng cái nhỏ, mình phải tính toán lương được trước là những cái gì xảy ra. Thì mắc mới mà lộn xộn, mình làm từ tâm mà.